tình huống một đánh một. Trong khi một chiến sĩ cảnh sát xuống trinh sát và nắm bắt tình hình với địa bàn, phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chiến sĩ của ta đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ, thì bất ngờ bị đối tượng lao vào tấn công hòng cướp đi sinh mạng của chiến sĩ ta để thoát thân. Với sự gan dạ, phán đoán và xử lý ngay các tình huống, lợi dụng sơ hở của đối tượng và các đội phó thuật mạnh mẽ chính xác, đã bắt đầu tấn công hiểm hóc, khống chế đối tượng, thu hồi vũ khí, đưa về cơ quan công an điều tra xử lý. Đây là tình huống một chiến sĩ cảnh sát đang thi đường đi tuần tra kiểm soát thì bất ngờ bị hai đối tượng lao vào tấn công nhằm cướp đi sinh mạng. Trước tình thế bất ngờ, vì vậy vô cùng nguy hiểm và đối tượng manh động nhờ lấy của các đối tượng, chiến sĩ của ta đã tìm đến tra soát bằng các đội các đối tượng lần nữa phản xạ nhanh nhạy sử dụng các chế tạo chuyên nghiệp và các đoàn tấn công mạnh mẽ chính xác tạo thủ các đối tượng đảm bảo an toàn tính mạng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tình huống 1 đánh 3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, chiến sĩ của ta đã phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn phạm tội, đã đề nghị kiểm tra giấy tờ. Một chiến sĩ phát hiện và chúng nhanh chóng dùng hung khí lao vào tấn công chiến sĩ của ta. Tuy nhiên, với sự hung khí linh hoạt, sử dụng các đòn thế tránh né, đặt đỡ, và sử dụng các đòn tấn công phòng vệ tham gia, chiến sĩ của ta đã nhanh chóng hạ gục các đối tượng. Đây là tình huống một chiến sĩ đang trên đường lại một vụ thì phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khi bị phát hiện, chúng bắt đầu dùng hung khí như dao, gậy tấn công uy hiếp chiến sĩ của ta. Trong tình thế vô cùng nguy hiểm, bằng những quyết đoán mau lẹ, lòng dũng cảm cũng linh hoạt trong xử lý tình huống, các đối tượng đã dày công chủ nhiệm liên tiếp ra các đòn tấn công tiêu diệt các đối tượng, đảm bảo an toàn tính mạng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.